Danh tính tài xế đánh gãy răng người nhắc dừng xe ở Hà Nội. Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều ngày 3 tháng 1 thông tin, đơn vị đã tìm được người đàn ông đánh tài xế ô tô ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2020. Người đàn ông điều khiển xe Toyota biển kiểm soát 29C58395, tên là Vũ Ngọc Long, 48 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, làm nghề tự do. Theo tường trình ban đầu của tài xế Long, anh này bước đầu thừa nhận việc xảy ra xô xát với anh TA, 26 tuổi, ở Hà Nội. Sau đó tài xế Long di chuyển lên Lào Cai cho đến khi công an triệu tập làm việc. Theo Thượng tá Thành, sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, công an quận vào cuộc điều tra vụ việc. Sau gần 2 ngày, đơn vị đã tìm thấy người này ở tỉnh Lào Cai. Công an đang đưa anh này về Hà Nội để lấy lời khai và làm rõ vụ việc. Đồng thời, vị lãnh đạo công an quận Thanh Xuân bác bỏ thông tin cho rằng tài xế đánh người là thượng úy công an hiện đang công tác tại đội cảnh sát hình sự công an quận. Lực lượng công an đã xác định danh tính và truy bắt người này để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc. Còn trên mạng xã hội, ai thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm, vị lãnh đạo khẳng định. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chiếc xe Toyota mang biển kiểm soát 29C58395 thuộc sở hữu của bà VH, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17 tháng 5 năm 2016. Trước đó, theo trình báo của anh TA, 26 tuổi, trú tại Hà Nội, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020, anh lái ô tô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến thì xuất hiện xe ô tô biển kiểm soát 29C58395 chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được. Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc Toyota vẫn nhích từng tí một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi. Thấy vậy, anh TA đã tiến lại gần, gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe, người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh TA vào nắp capo. Không dừng lại, người này còn dùng đầu gối cùi chỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng và cổ anh TA. Khi thấy người này vào trong ô tô chốt cửa lại, anh TA đã đứng chặn đầu xe với mục đích không cho di chuyển, đồng thời nói sẽ gọi công an đến giải quyết. Ngay lập tức, người tài xế xe Toyota cầm một vật dài khoảng 10cm bước ra khỏi xe, chạy đến kề vật này vào cổ áo, yêu cầu anh TA quỳ xuống. Khi thấy anh TA dùng tay che chắn vùng mặt thì người tài xế dùng tay còn lại ghì đầu anh xuống, thúc đầu gối vào mặt, khiến anh TA bị thương tích ở trán, gãy một chiếc răng. Sau đó người này cùng người thân ngồi trên xe bỏ đi. Vụ việc diễn ra rất nhanh nên hai người bạn đi cùng không kịp can ngăn. Sau đó họ giúp tôi quay video, chụp ảnh hiện trường vụ việc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tài xế này, trước đây cũng không có mâu thuẫn với ai, anh TA thông tin thêm. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.